Thưa quý vị, thời gian qua, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đã khéo tuyên truyền, vận động nhiều đơn vị doanh nghiệp tham gia vào các phiên chợ công nhân, góp phần chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động. Đây là phiên chợ công nhân do Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp tổ chức vào tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, người lao động mua sắm. Theo đó, phiên chợ có 22 doanh nghiệp đối tác tham gia với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, giá cả ưu đãi, giảm từ 5 đến 15% so với giá thị trường, phục vụ người lao động. Mỗi năm thì bên Tâm Quốc Việt cũng có tham gia các phiên chợ của công đoàn. Tức là mình tham gia, mình hỗ trợ về các chính sách hỗ trợ cho người lao động, bao gồm là bán hàng giảm giá so với cái thị trường bên ngoài. Mà muốn cho sản phẩm được tiếp cận nhiều hơn với người lao động và mong muốn cũng hỗ trợ thêm những người lao động có những cái có thể mua hàng chất lượng và rẻ. Tháng công nhân là đợt cao điểm trong năm thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, phiên chợ công nhân đã trở thành hoạt động thường niên của Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp với hiệu quả thiết thực cho người lao động nên được nhiều đơn vị doanh nghiệp tin tưởng hưởng ứng tham gia. Và mong muốn lớn nhất đó là cái việc làm của người lao động được ổn định tốt hơn, thu nhập người lao động cao hơn, lao động hiểu rõ hơn cái văn hóa của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Với những phiên chợ công nhân này, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp đã góp phần tạo sợi dây gắn kết không chỉ giữa công đoàn với công nhân, người lao động, mà còn giữa đơn vị doanh nghiệp với những đối tượng này, để họ an tâm làm việc, ổn định cuộc sống, xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình.